Hello, xin chào các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với Mad Father. Và sau khi mình nhìn thế giới này, thế giới khác. Ok, nhìn đây. Cái kiểu số mà chặn nhỉ. Ok. Oh my. Cái bài này. Mẹ. Vậy con đã tới ai à? Nó thật là mẹ. Mẹ. Xéo. Con không nên tới. Tại sao mẹ làm thế? Con đã thấy trên đường đi ở đây phải không? Ai à? Nếu ai đã hiểu hiểu cha thì đó là mẹ. Đó, đấy là Maria. Có phải là Maria thì mẹ biết đúng không? Cô yêu cha. Ê, sợ. Cô đã sợ, con không thể thở được. Sợ hơn. Mẹ vẫn yêu cha đúng không? Vậy sao mẹ khi ông ấy đau đớn. Mẹ không muốn làm ông ấy đau đớn. Mẹ chỉ không muốn đưa cha ông ấy cho ai nữa. Vậy vì thế mẹ đã đưa ông ấy cùng mẹ. Mẹ có thể nếu không có bố, con sẽ cô đơn. Con không muốn như thế này. Con chỉ muốn sống với mẹ và bố. Con không thể làm lại như thế. Tốt, bà đi rồi. Không ai sẽ không được vào đây. Mẹ. Bố. Ai à? Ai à? Bố. Liều ghế. Liều ghế. Bố. Ai à, con không nghe lời mẹ. Đừng đưa ba đi. Tránh xa khỏi. Tránh ra đường của mẹ. Tránh đường cho ta. Không ai có ông ấy. Bà ấy kỷ ấy. Rất thần kỳ. Đúng rồi, rất thần kỳ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cứu bố hoặc là thực hiện điều ước của mẹ. Mình cứu bố. Mình sẽ cứu bố. Ai à, con làm gì vậy? Con xin lỗi mẹ. Xua ai à? What the? Ta đang phai nhờ và phai mờ. Cơ thể tôi đang bị mất. Mẹ. Ai ai à? Làm sao? Cơ thể mẹ bị mất. Con không cứu mẹ, chắc là con này chả như mẹ mới.
con cái thế. Rồi là đâu rồi? Mình đang ở đâu? Bố. À. Ừ. Mình em cứu. Ai à? Bố xin lỗi ai à? Bố cũng rất là lo. Bố. Mẹ. Yeah. Có. Ờ, bố đã biết. Cô ấy, à, bà ấy hẳn phải rất là cô đơn. À, cái gì vậy? Chúng ta sẽ thăm mộ của bà ấy ngày mai và vì vậy linh hồn của bà sẽ không ok. Sao bà đấy? Ok. Mẹ ai à, mẹ không muốn con biết sự thật nhưng đây là nhưng cùng với sự còn lại về của sức mạnh của mẹ. Có lời gì? What? Lại đoạn này. Cái đoạn này ở phần 1 này. Phần 1 này. Most precious. Cô ấy là một con búp bê quý giá hơn tất cả. What? What? Hả? Một búp bê con ư? Bố. Hả? Đây là mẹ. Hắn ta luôn dành thời gian ở dành thời gian của hắn dưới tầng hầm. Bác sĩ tiểu thư Aya đã trở thành gần như đã khá trở thành một phụ nữ. Làm cho cô ấy trở thành con búp bê. Mẹ cái gì đấy? Tôi sẽ dọn phần tôi sẽ dọn dọn gì đấy? Dọn những cái tài nguyên nó không cần thiết. Dịch gì anh? Tôi sẽ không bao giờ tha cho anh. Ông sẽ không bao giờ ông sẽ không bao giờ có thể làm cho con gái quý giá của tôi trở thành một cái vật của ông. Hả? Địch lâu quá. Ông cái gì? Ý nghĩa của cái gì là có phải ông đang đang lên kế hoạch để lên kế hoạch để thí nghiệm vào cô ấy? Vậy cô đã nghe. Tôi gì à? Cô đang nói gì thế? Để. Từ. Có phải cô đang lên kế hoạch đưa cô ấy đưa con bé đi không? Tôi không cho có lại. Tôi sẽ không để cô làm thế với con gái tôi. Ôi giời.
Cái chả này. Mẹ mẹ không không. Thà bệnh hoạn thật. Giết cả một đống người, lấy mắt, lấy tay, biến họ thành búp bê, cố gắng khiến cho con gái trở thành búp bê và giết luôn cả vợ. Phu nhân hãy chờ, hãy ở lại với chúng tôi. Bác sĩ sao lại làm thế? Mình nói gì với Aya? Nhưng cô trốn chặt trả lại tôi đúng không? Không, không phải thế. Vậy chúng ta sẽ giấu xa xa đi. Và tất nhiên Aya sẽ không thấy. Ok, hết cảnh hồi tưởng trong vòng 5 phút mình dịch cái này ra. Khổ. Mẹ. Đây phải là giấc mơ. Có phải mình gã mộng? Đây không phải giấc mơ. Đây sự thật. Chứ là thực tế. Mẹ. Mẹ chứ lỗi ai à? Mẹ con vẫn yêu cha con bây giờ. Vì vậy mẹ vẫn chưa giết ông ấy. Nhưng mẹ đã. Đừng nói thế. Chạy đi từ ngoài. Chạy ra khỏi ông ấy. Ai ạ? Có gì vậy? Tại sao con lại trở nên sợ hãi với cha vậy? Không. Mẹ, ai à? Well, ai à? Con không thể nghĩ mẹ con rất là xinh đúng không? Nhìn vào những đứa trẻ đi, đẹp phải không? Đúng như họ, đúng rất là giống họ, kiểu cuộc sống. Đây chính là thành quả của nghiên cứu của bố. Một số họ không di chuyển. Mình có phải mình trở nên như thế đúng không? Con rất khó để nói là rất khó để nói. Họ có thể là UB phải không con? Nhưng đầu họ, mắt, thân, tay, chân, họ đều lấy từ thể này. Kỳ quá. Kết hợp con chó và con người nữa. Thì nếu như con rất là, nếu con là muốn không phải nó rất là rất là tượng phải không? Con muốn trở thành như thế nào ấy nha? Ai ạ? À?
Hello. Save. Sao không mà? Ôi giời ơi, giọng bố rồi còn biến thái hơn kiểu. Mở cửa ra nha. Con thằng cảnh vệ đó chặn lại. Ai à, quay quay lại. What the? Mình nghe chúng có máy. Ô em gì ấy? Em mở cửa đi. Không chạy đâu. Mình chạy đi. Phải như nào? Bay chim. Nó không mở. Nhắm mở đi. Thì sao? Ở rồi. Phải làm gì? Phải làm gì? Run for life. Thằng bệnh này. Đúng tượng. Thật chứ? Thật chứ? What? What? Chà, khó nhai thật. Thật sự đấy à? Thật sự à? Chạy thôi. Run for life.
Ôi, khó tiêu quá, khổ thằng cha à, thật. Mình đang ở đâu vậy? Để ở đâu? Mình đã về rồi sao? Có quay rồi. Bác sĩ. Tiểu thư. Má ra, đừng để ai thoát. Run. Chạy đi. Dư. Điều này nó chia được qua sao mày không? Xe phát. Ok. Nó không mở. Nghe làm gì giờ? Mình có thể chui cho mày. Tiểu thư, cô đang ai à, đâu? Tôi xin lỗi, tôi đã mất, tôi đã không thấy cô ấy đâu. Cái tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi dám chắc rằng là cô ấy không ở đâu xa. Chúng ta hãy cùng tìm ở đâu đó. Cô đúng là vô dụng, toàn phản bội luôn chứ. Kê ôi giời ơi, còn thế chứ. Ôi bác sĩ. Có thuốc này. Thật sự là mình bỏ lỡ rất là nhiều đoạn. Ok. Nghe bị thả mất. Thế. Có chị mày. Ok. Ôi thoát ra rồi. Ôi không. Cái gì vậy? Phải đùa tao à? Búp bê. Phải đùa tao à? Búp bê. Con này đang hoa xin thằng bố. Bố yêu con. Bằng cách bổ nguyên cả cửa đầu. Ai à? What? Ai à? Váy mới con thật là đẹp. Xong con ông. Well, đi giờ đi ngủ rồi.
lâu vậy ta? Ủa à. Ba tốt quá. Trời đầu. Kiểu good đi. Mình sẽ chơi. Mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau của Mad Father. Goodbye, mình đi kiếm cái good ending phát.